anh không có theo chạy. Đó, 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 đó. Tới chỗ kìa, tới trước kìa. Hai con luôn. Bắt con nào. Dính lên vô. Hay quá, hay quá vui. Rồi, hai em chào cả nhà. Thì hôm nay mình đi bắt chuột nha cả nhà. Thì hôm nay đi có lại với em được nha. Hai chào cả nhà nha. Em được qua bên đây quay vườn nha cả nhà. Lâu rồi mấy anh em không gặp, nay gặp dịch giả đâu. Ok. Thôi thôi bỏ đi. Cái máy đang ra nha cả nhà đó. Sau lưng mình cái máy đang chạy ra. Thì mấy anh em sẽ quay qua đó để giúp chuột nha. Dinh Dương. Đè xuống ngay đó rồi đó. Dinh nào? Cùng mà nó có được con nè cả nhà. Hay quá anh Dương ơi. Người sao đây? Bỏ đập đầu luôn hả? Ê, có đập đầu đi, bỏ bịch nè, có bịch nè. Nãy giờ mặc cái cam chưa, quay chưa? Được. Nè, cái chuột, cái chuột đây, chuột đây. Đây. Dính lên chưa? Hay quá, hay quá chưa ơi. Con này. Nè, chưa. Dính luôn hả? Dính đây. Hay quá. Vừa hay quá vừa ơi. Kìa nó kìa vừa. Càng chưa? Nó chạy lúa quá trời luôn rồi. Chim được ơi. Dính con nào chưa? Vậy? Em dính con nè. Chiêu nè. Chưa hả? Con chim nữa kìa. Rồi. Chim chú lắm nè. Có con ai mà con bự lắm không được. Ủa quá trời luôn cường. Kìa đó, con đó kìa.
chui vô máy đi. Nè nè, mở bịch ra, bỏ vô nè Dương. Bỏ vô, mở bịch lẹ lên. Nè nè. Bỏ vô chụp nè. Má cắn em. Con chim nữa đó. Chụp hay quá chú ơi, trời 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 nhỏ trời cắn không dữ á. Còn miếng cuối cùng ở cái đám ruộng này phải không? Đúng rồi, cái này là còn miếng cuối cùng ở cái tầm này luôn á, cái này là miếng cuối cùng luôn á. À. Hey. Nhanh dương, kìa. Rồi, tôi không sao đâu, nghe anh Dương ơi, đứng lên, rồi, đứng chưa chú, hay quá. Cỡ nhỏ mới mềm chứ. Mềm mới ngon á. Ờ. Ơ, gì ăn con kìa. Hai con luôn nè. Em vô. Kìa, tới kia.
cái bãi giác. Anh vô đây, vô vô. Cái bãi thôi, vô đây. Chui. Đây nè. Mày. Tưởng cái đủ má cắn xuống dưới vậy. Đây nè, đây nè. Hay quá anh Dương ơi. Hay quá anh Dương ơi. Sao anh Dương đây? Đây rồi. Đây đây. Nó chuột đây chứ ơi, khách đâu vậy? Cả nhà. Đây đi, ngoài lắm. Hay vậy? Trời, ông sáng này, chú sáng này hay nè. Ê, ngoài lại chỗ này nè. Wow, được 4 chuột. Bắt cái dãy này không, nãy được 4 con á cả nhà. 4 con, 2 con bự á anh Dương. 2 con gì vừa, 2 con bự. 2 con nhỏ thì 2 bự. Ủa, 2 nhỏ. Còn nữa đó. Quá, anh không mới theo vậy. Nó 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 nó. Tới chỗ kìa, tới chỗ kìa. Hai con luôn. Bắt con đi, bắt con nào, bắt con đâu? Con chạy đây. Đâu đâu? Chạy đây nè. Chạy đâu? Chạy đây nè. Chạy kìa, đi vô, nó mới bò qua hàng đây chứ. Đây này nè. Chạy tới, chạy tới, chạy tới. Rồi đó, lùi lùi vậy đó. Ngay đó vô, ngay đó vô, nãy nó chui rồi đó. Bự. Ừ nha. Đứng lên đi mới có thấy chụp chứ. Nó trẻ tỏi rồi. Từ tới đi. Nó nè nè nè. Dính rồi đó. Dính chưa? Dính này. Nó chạy không à? Nó đi chứ chạy vậy, vậy đi từ. Đi từ. Đây. Hay quá anh vui. Thấy kiếm được 2 con nữa hả? 2 con nữa. Cầm đi, cầm cầm vô luôn đi. Nghĩ về. Rồi về. Mình còn quăng nữa là còn nữa đó. Hay mình mấy anh Dương như chuột luôn cả nhà. Quá vậy sình này, tại vì ở đây cắt sình quá trời. Con nhỏ à. Thôi vô đi. Hồi nãy mình mười mấy con nè. 2 con đó, 6-7 con nữa đó. 19 con, 2 người, 19 con ăn lúc ăn keo rồi. Lúc rồi anh Dương ơi. Lúc rồi. Em cũng xin lúc luôn rồi nè. 2, 4, 6. Có 6 con là 7 con vậy em? 6 con hay 7 con? 4 con, chứ là 2 con, 6 con à. À. 6 con, có con chuột giá bự quá ha. Ê, coi chừng đĩa nha. Đĩa đâu? Đĩa sình không kìa, rửa kỹ lên mọi người về lội vô nhà sình không. Thôi chúng ta về nhà rồi đó. Lấy bịch chuột ra. Mình cầm hai nắm luôn đi. Hai chùm ha. Ờ. Cầm hai chùm cho cái nhà mình xem nha. Đây. Quá trời luôn. Chứ đúng không? Mười mấy con. Ở chuột này cũng vừa vừa không ha. Con này ngon á. Chuột này mềm á. Chuột này mới mềm. Cầm hết luôn, hai tay cầm hết luôn. Ồ, quá đấy trời. À. Ghê chưa? Quá trời luôn. Hai đi bắt chuột, hai anh em bắt được mười mấy con chưa? Nãy mười mấy, 18 con à? 18 con. Ồ, mệt dữ. Được có mấy con chuột thôi. Thở giống phèn nhà quá. Rồi giờ mấy anh em mình về cái nhà, về mình sẽ chế biến cái món chuột này nha. Ok. Quá trời luôn nè. Ê, chuột này nướng ngon lắm. Nướng ha. Nướng. Rồi mình cầm gấp cho em nướng ha. Ờ. Rồi, về cả nhà ơi. Về. Ê, chừng kiếm mấy 2 ký luôn chứ bộ. Ừ. Bịch, bịch cho bá luôn.